Good morning quý vị. Bây giờ là sáng ngày 21 tháng 4 2017. Hải con mình đang có mặt ở đường đi vào phi trường Tân Sơn Nhất này. Bên trái là công viên Hoàng Văn Thụ. Bên bên phải đây là đường Phổ Quang, hướng về công viên Gia Định. Trời Sài Gòn sáng nay nắng, mây rải rác, nhiệt độ giờ khoảng 28 độ C. Sài Gòn chơi sau mấy hôm rồi tạm biệt Sài Gòn, chị sẽ ra đường này để lên phi trường. Bên tay trái gì là cờ của các nước ASEAN. Và đoạn này là đoạn chuẩn bị tạm biệt người thân, gia đình. Nên quý vị ra phi trường cái ngày về vui mừng, ngày tạm biệt cũng bùi ngùi xúc động quý vị ha. Thì ở trong phi trường nếu mà đi ra quốc nội tới nước ngoài thì có mặt trước 3 tiếng để làm thủ tục check-in. Bên tay trái đang xây dựng một cái cầu vượt để giảm kẹt xe khi vào phi trường đó chị. Bên phải này là tòa nhà Bắc Sơn, cái siêu thị rạp phim cạnh sân bay này. Đây đường vào phi trường Tân Sơn Nhất. Lối vào rồi giữ xe gắn máy rồi.
khu Bạc Kinh xe gắn máy thị trường Tân Sơn Nhất. Có mấy tầng rồi gì không? Số nên mình để cỡ gần cột số nào thì mình sẽ nhớ.